Hi, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là họ có lời nào muốn nói với bạn lúc này. Và vì đây là một trải bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy là trải bài này sẽ dành cho những bạn đang có mối quan hệ xảy ra vấn đề, có mâu thuẫn, có tranh cãi. Và điều đầu tiên người này muốn nói với bạn là họ đang cảm thấy rất áp lực về những vấn đề mà các bạn đang gặp phải. Những mâu thuẫn này khiến cho họ cảm thấy bị áp lực, bị nặng nề, bị mệt mỏi khi mà họ nghĩ về cái mối quan hệ với bạn. Họ đang cần thời gian ở một mình và họ cũng muốn bạn ở một mình để cả hai người có thể bình tĩnh lại và học cách không phụ thuộc vào cảm xúc của nhau quá nhiều. Họ đang dần dần học được cái cách là phải tập trung vào bản thân. Có thể là mối quan hệ này vẫn phải quan trọng, nhưng mà cái điều quan trọng thiết yếu là khi mà tâm lý bản thân của bạn ổn, cả hai người đều ổn, thì hai người mới không có đem đến những tiêu cực cho đối phương. Có thể là không giao tiếp nhiều hoặc là không giao tiếp luôn, nhưng mà họ vẫn dõi theo, quan sát bạn. Họ cảm thấy là tại vì thời điểm này là thời điểm không đúng để hai người có thể kết nối, giao tiếp với nhau. Khi mà hai bạn thực sự hiểu được cái vấn đề của cái việc là không phụ thuộc cảm xúc vào nhau thì hai bạn mới ngồi lại nói chuyện một cách đàng hoàng, theo cái kiểu là để giải quyết vấn đề chứ không phải là để cãi nhau, để tranh luận xem là ai đúng ai sai và nói lên những cái cảm xúc mà bạn đang cảm thấy thế nào và đổ lỗi cho cái đối phương kia. Nhìn chung lại thì mình thấy cái người này muốn nói là họ vẫn còn quan tâm, vẫn còn quan sát đến bạn, nhưng mà họ muốn cái mối quan hệ này có thể đi theo một cái chiều hướng trưởng thành hơn. Không còn lúc nào cũng khi mà nói chuyện, khi mà mâu thuẫn, không còn dùng những lời nói, những cách cư xử để làm tổn thương nhau nữa. Cả hai người cần học cách bình tĩnh, cần học cách cư xử lại trong mối quan hệ này để có thể để mối quan hệ này đi xa hơn, phát triển hơn, đi lâu bền được với nhau. Cái điều mà người này mong muốn là những cuộc ngồi lại nói chuyện, có thể là nói lên cái cảm xúc của bản thân bạn và cảm xúc của bản thân họ để hiểu nhau hơn, chứ không phải là để chỉ đối phương sai ở điểm nào.